Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội thất 3D. Rất vui lại được gặp lại mọi người trong video này. Hôm nay thì em sẽ làm video này để phân biệt cho tất cả anh chị và các bạn hai cái loại tấm ốp vần đá PVC mà rất là nhiều người đặt câu hỏi đến bên Trang Trí Nội thất 3D trong thời gian vừa qua. Nhiều người không biết phân biệt được loại 1 và loại 2 như thế nào, thì trong video này em làm video rất là chi tiết và cụ thể. Chính vì vậy trong quá trình anh chị mà đi ngang thấy em chia sẻ video này thực sự hay hữu ích đến anh chị thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Như mọi người đang thấy trên video em quay là hai cái loại nhựa ốp tường vân đá PVC mà trên thị trường người ta hay dùng, đấy là loại 1 và loại 2. Thì loại 1 là bên tay trái của em và loại 2 là bên tay phải. Mới nhìn vào thì anh chị và các bạn có thể nhìn thấy loại 1 thì nó sẽ có những cái tên tem nhãn mác. Đấy, còn loại 2 thì nó sẽ không có tem. Ok, và mình tiến đến gần để xem nó có cái gì khác nhau không anh chị nhá. Như mọi người đang thấy trên video thì loại 1 nó sẽ có độ dày là 3 ly, chuẩn 3 ly. Còn loại 2 thì nó sẽ có độ dày là tầm 2 ly rưỡi cho đến 2 ly 8. Rất là khác nhau luôn anh chị này. Đấy, độ dày khác nhau nhá. Đấy, ok chưa? Tấm loại 2 thì nó khá là mỏng, chính vì vậy thì nó rất là giòn. Đây chị nhá, anh chị có thể nhìn thấy đây. Đấy, hai tấm có độ dày khác nhau đây. Đó. Ok, và cái thứ hai anh chị cần phải phân biệt nữa, đấy là hai loại này thì nó sẽ có độ cứng cáp và độ giòn khác nhau. Loại 1 này thì nó sẽ có chất lượng nó khá là cứng này, còn loại 2 này thì chất lượng nó khá là giòn. Đấy, tí nữa em sẽ đưa hai tấm nhỏ về để test cho anh chị các bạn xem độ cứng cáp của nó. Còn đây là một tấm nguyên nên em sẽ không làm bất kỳ cái điều gì để sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của hai tấm này, sẽ bị hỏng nhá. Đấy, và chất lượng của hai tấm này thì nó rất là khác nhau luôn. Một tấm loại 2 thì nó rất là giòn, còn tấm loại 1 thì nó rất là cứng cáp. Thì trong nữa em sẽ đưa hai miếng để em test cho anh chị về cái độ cứng cáp của hai dòng sản phẩm này. Nhưng trên thực tế thì rất là nhiều đơn vị đã tư vấn cho khách hàng loại 2 thành loại 1 thì khách hàng không thể biết được. Chính vì vậy trong quá trình lựa chọn thì anh chị cần phải lưu ý cái vấn đề này nhá. Và nếu như thấy em chia sẻ video này thực sự hay hữu ích đến anh chị thì hãy nhớ nhấn đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Và trước mặt mình là hai loại sản phẩm của loại 1 và loại 2 tấm ốp tường vân đá PVC. Như mọi người đang thấy thì nếu như những cái tấm mà có cái thương hiệu chuẩn chỉ thì thường thường thì nó sẽ dày hơn và cứng cáp hơn. Và những tấm mà nó giá rẻ hơn thì nó sẽ mỏng hơn. Đấy, ở đây thì mình bên Trang Trí Nội thất 3D cũng sẽ bán cả hai dòng này cho những khách hàng có nhu cầu hàng rẻ và hàng cao cấp. Thì anh chị có thể phân biệt được khi mà cầm một cái tấm hàng cao cấp loại 1 lên thì nó rất là cứng cáp luôn, và bẻ nó rất là khó gãy. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy đây, bẻ nó rất là khó gãy luôn nhá. Này này, mọi người có thể nhìn thấy này. Đấy, rất là cứng luôn mọi người ạ. Còn cầm cái tấm loại 2 lên thì nó rất là dễ gãy luôn. Đấy, nhẹ thôi này. Đấy, thì nó đã bị vỡ rồi. Ok, và mình sẽ bóc cái lớp phủ của cái lớp loại 2 so với loại 1 xem nó có gì khác nhau không nhé mọi người nhé. Đây, mình sẽ bóc cái lớp tấm loại 1 ra đây để mình so sánh giữa độ bóng của hai loại xem là nó có gì khác nhau không. Ok, nhìn chung thì là hai loại có độ bóng tương đối là giống nhau. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy, nếu mà nhìn thấy kỹ thì trên bề mặt của loại 2 thì nó sẽ có những cái chấm li ti này này. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy đây, những cái vết li ti này. Còn tấm của loại 1 này nó rất là mịn, mịn màng luôn. Rất là mịn luôn mọi người ạ, không có lốt li ti luôn. Đấy, đây là em đã hướng dẫn và phân biệt cho anh chị hai loại của tấm ốp vân đá PVC loại 1 và loại 2. Thì ở đây thì không phải là chê chất lượng kém hay là chất lượng tốt, nhưng mà quan trọng là chủ yếu là anh chị sử dụng mức giá nào, tầm tiền nào thì phù hợp với gia đình kinh tế mình, cũng như là cái mục tiêu để mình áp dụng vào cái không gian nào. Chẳng hạn như nếu mà gia đình mình thì mình cũng có thể sử dụng cái hàng cao cấp này. Còn nếu như mà nhà thuê mướn chỉ sử dụng tạm thời thì mình cũng có thể sử dụng loại giá rẻ này. Rất là nhiều tiêu chí cho anh chị có thể lựa chọn. Đấy, và hàng loại 1 thì nó rất là cứng luôn nhá. Cứng, rất là cứng luôn mọi người ạ. Và hàng này thì trong quá trình sử dụng thì rất là lâu bị phân hủy, lâu bị tác động.
phân hủy của môi trường, còn loại này thì nó dễ bị phân hủy hơn mọi người này. Đấy, và nếu như thấy em chia sẻ video này thực sự hay hữu ích đến anh chị thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh Nhất Toàn ngay. Và một lần nữa em xin phép khép lại video tại đây. Nếu như có nhu cầu sử dụng sản phẩm, liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn. Và xin chúc tất cả anh chị và các bạn có phút giây xem video thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Xin chào.